Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đang đi vô đường các bạn ơi. Phát hiện ra một cái quán cà phê người ta đang xây dựng nè. Người ta đang làm rất là đẹp nè. Nhưng mà điểm nhấn là những cái bức tượng của Bác Giáp các bạn. Tượng của Bác Giáp. Với lại tượng của Bác Hang Seo. Rồi có tượng của nhà thơ Trịnh Công Sơn nữa các bạn ơi. Xin lỗi các bạn, là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Văn Cao. Vào đây sẽ quay cho các bạn xem nè. Như hơi thô không ta. Ôi, thầy ngựa nhân làm đẹp quá. Bằng sắt không à? Khung sắt. Giống chưa? Quá đẹp. Wow. Giống không bạn? Ở đây mình quay phần người ta đang thi công các bạn, chứ còn khi mà cái quán này, cà phê này đi vào hoạt động mình sẽ đến đây quay lại cho bạn xem. Quá đẹp luôn. Chưa có xong. Cái khung má là đồ toàn bộ là bằng sắt các bạn. Hay quá. Cho quay xíu đi, xin chủ rồi. Anh mình đã. Ông chủ cái anh ngựa nhân này. Nó đang làm bên đó. Giống ghê rồi ta. Cái này chắc đầu tư chắc nhiều lắm ha anh Đại. Phần xét không là thấy quá trời này. À anh có công ty về cơ khí hả? Về sắt thép này hả? Cái anh bên kia là anh trai anh hả? Thì em chủ đó, có ông màu đỏ đó. Cũng phải luôn hả? Thấy rất là tâm đắc với cái tượng này các bạn. Giống quá trời luôn nè. Kiến này. Hai mặt kiến nữa thôi chưa? Quá trời. Bác Hang Seo. Khi mà cái quán cà phê nào đi hoạt động nó sẽ rất là đẹp và mình sẽ đến đây quay cho bạn xem. Đây bức tượng của Bác Giáp là cái người mà làm ra cái quán này là người ở Quảng Bình các bạn, quê hương của bác Võ Nguyên Giáp. Không? Ủa sao đại tướng rất có hồn rồi, mình rất có hồn. Chưa có xong, đang xây gì đây là chưa có xong rồi. Người dân này là rất là sáng tạo này, mà cũng là đồng hương với lại là Bác Giáp cũng như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn các bạn. Phía bên kia là nhạc sĩ Văn Cao, những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Là một người dân đang tạc một cái tượng như đây mình không biết nè. Để xíu hỏi coi.
bia. Cái gì? Uống bia mà mới có hồn hả? Máu không được là không uống giòn lon hay lon bia là mới có hồn. Máu nghệ sĩ rồi. Chúng máu này rồi. Ông tóc dài đang uống khoảng đó. Bây giờ em xin phép ông rồi, máu vô em vô phim nha. Không cho mới vô này. Quá có hồn. Dạ, thấy nhìn giống quá giống Trịnh Công Sơn, Nguyễn Văn Cao, chi là có hồn. Quá là khéo tay bằng bằng hồ nha các bạn, xin mang nha. Đó, có hai tầng các bạn ơi, quán cà phê có hai tầng, có cái khu phía sau là khu vui chơi của trẻ em, phía trên là có một cái đài, giống như là một cái đài vọng rất là đẹp, khá lạ lắm. Công nhân họ ta đang làm vậy. Bên đây là có một cái cầu đi qua, mình sẽ trở lại đây để quay khoảng một thời gian ngắn nữa thôi cái quán cà phê này, xong mình sẽ quay trở lại để quay phim cho bạn xem. Mình tâm đắc nhất là tấm hình này các bạn, một người con Quảng Bình đặt một cái bức tượng vừa một người anh hùng của Quảng Bình, rất đẹp. Còn bác Axel là một người tạo nên những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, và phía xa kia là hai nhạc sĩ phải nói là nổi tiếng nhất của Việt Nam ở thế kỷ thứ 20 các bạn, quá đẹp. Ok các bạn, xin tạm biệt các bạn. Mình sẽ quay trở lại cái quán này để quay khi mà cái quán này nó xong, hoặc là mình sẽ gặp người tạc lên những bức tượng này để phỏng vấn chú về những ý tưởng về cái quán cà phê này các bạn. Đây là quán cà phê cực kỳ là độc đáo nha. Quán cà phê này nó nằm ở Bình Dương các bạn, gần giáp với lại là Thủ Đức. Địa chỉ thì mình để ở sau. Khi mà cái quán này hoàn thành mình sẽ đến đây quay và cho các bạn chi tiết địa chỉ để các bạn đến đây chiêm ngưỡng nha. Ok. Thôi, nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích, các bạn thì bạn cho mình một like, subscribe kênh để khi mình ra video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các video sau. Ok.